Chào mọi người đã quay trở lại với phim quốc tiếng hệ thống showroom thiết bị vệ sinh là nhà bếp số 1 Việt Nam. Và ở trong video ngày hôm nay thì chần chừ gì mà không cùng Vân tìm hiểu bồn cầu Anakin nhé. Chiếc bồn cầu này vẫn như mình nói, đây là một chiếc bồn cầu một khối. Có thể nói thì những chiếc bồn cầu này quan trọng nhất vẫn chính là kiểu dáng, và một trong những kiểu dáng khiến mình ưng ý đó là sự cách điệu vào trong cái phần cách nước. Như có thể thấy thì thường cái phần cách nước á, cái phần nắp nó sẽ viền ra ngoài đầy. Tuy nhiên thì ở đây cái sản phẩm nó lại được cách liệu hơn, có nghĩa là nó sẽ vòng ra phía đằng sau. Ở đây thì bồn cầu cũng sẽ được trang bị thêm hai nút nhấn tiết kiệm nước, nút xả lớn và xả tiểu. Đây, ở đây là cái phần bồn cầu. Thì bồn cầu này là phần bồn cầu một khối, chính vì vậy bạn có thể để ý là cái phần chân cầu và cách nước nó sẽ được nối liền với nhau, và việc này cũng sẽ giúp hạn chế cái việc rong rêu và vi khuẩn nó sẽ bám vào cái phần này. Ở phần chân cầu cũng hoàn toàn được thiết kế trơn láng và tiêu chuẩn hình trụ lớn để tạo sự vững chãi các sản phẩm. Tiếp theo về phần nắp rơi êm hạn chế tiếng ồn thì chúng ta cũng có thể thấy được là sản phẩm được làm bằng rất là tốt PVC và có màu trắng. Đây, phía bên trong thì chúng ta cũng sẽ sử dụng hệ thống xả xoáy kết hợp với hút đẩy. Ở đây nó sẽ đẩy và ở phía dưới này nó sẽ hút để mà giúp cho chúng ta có thể đẩy sạch những cái vết bẩn đi xuống được nhanh hơn. Lòng bồn cầu thì tất nhiên vẫn khá là sâu để mà chúng ta không khi sử dụng nó tiện lợi, hoặc là lúc mà mình nhấn xả nước nó không bị văng ra sàn, mất công mình dễ và dễ trơn trượt và khó vệ sinh. Thì để có thể chọn lựa những combo kết hợp chung với bồn cầu Anakin này thì các bạn đừng quên truy cập ngay vào link phía dưới nha. Chào tạm biệt mọi người.